Chị Ru. Chị Ru. Mày là ai? Mày là gián điệp à? Mày là ai? Nói cho tôi nghe. Em vừa xem xong clip của chị xong đây. Thôi chị tôi đây. Thế có chơi Free Fire phải không? Ờ. Chị solo Free Fire à? Không bé ơi. Nhạt cái mày á. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok luôn em. Và chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây, và vợ là mình, vợ Mai là mình, về là kênh của mình mà. Ok. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với clip về, không phải là Free Fire, không phải là Vlog. Đây là hôm nay là mình sẽ giả làm người Thái Lan. Khập kha khập phút bon tre qua sawapika. Ghê. Mình sẽ làm người Thái Lan để mình đi xem cây tìm đây, coi cây có những bản fan Thái Lan, và mình sẽ hỏi về Free Fire Thái Lan. Thái Lan. Ai? Ok. Mình sẽ ghi là tôi là nam đi. Ok. Hello chị. Hello. Sao em lại để làm quốc gia Thái Lan ấy nhỉ? Ủa? Có hả? Chị đang đi tìm người Thái Lan nói chuyện mà sao chị lại gặp người Việt không ấy nhỉ? Hello em nha. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Trời, tôi đi tìm Thái Lan mà tôi toàn gặp người Việt không anh em ạ. Ôi trời ơi. Kìa, Ruby. Không phải Ruby. Chị là mẹ. Không phải. Ui à đù. Không phải. Hello chị nha. Không, chị không phải là Ruby. Ui à đù. Chị không phải là Ruby. Chụp thế nào nhỉ? Chụp không? Chị cho chụp này. Từ từ. Chưa. Rồi. Ok rồi. Rồi, chúc em buổi tối vui vẻ. Hello khác. Hello, where are you from? We put I am Macau. You Thailand. I am Myanmar. Myanmar. Yes. Wow. Yes. You're beautiful, honey. Oi, oh, thank you. Oh, so cute. Thank you. I love you. I love you too. Buồn cười quá trời thề. Chị Ru. Mày là ai? Mày là gián điệp à? Mày là ai? Nói cho tôi nghe. Em vừa xem xong clip của chị xong đây. Thôi chị tôi đây. Thế có chơi Free Fire phải không? Có. Chị solo Free Fire à? Không bé ơi. Nhạt cái mày á. Ok. Chúc em một buổi tối vui vẻ nha. Hello. Oh, where are you from? Thái Lan. I love Thailand so much. สวัสดีครับ. สวัสดีครับ. กับคุณกับแก เกม จอม เวียดนาม. Huh? I don't know. You beautiful. Very. Oh, thank you beautiful. Thank you. Bye. Bye. See you. Ôi buồn cười bé ơi. Ôi buồn cười. Sao lại có hình đứa bé này vậy? Chị Ruby. Không, chị không phải là Ruby. Chị là mèo Simba. Không. Em đang xem video của chị. Em đang xem video của chị á? Ừ, em dùng bằng máy tính, em đang xem video của chị. Ui, thế em chơi cái này làm gì? Em đang xem livestream của chị. Ok, cảm ơn em. Chúc em một buổi tối vui vẻ nha. Ai đây? Cái gì? Khoan. Ơ. Chị Ruby. Ơ. Ơ chị. Ơ. Chị Ruby. Chị đúng rồi. Chụp mày xin lỗi. Oh my god. Nhầm rồi. Em có coi chị mà. Trời ơi, nhầm rồi. Đẹp quá. Quá tuyệt vời. Xin lỗi chị ạ. Ôi dồi ôi. Ai đây? Hello. Where are you from? Oh. Where are you from? I'm from Vietnam. You beautiful. Oh, why? I'm beautiful? Yes. I am handsome. Sorry. Thank you very much. You. Yes. You. You Free Fire? Free Fire? Game. Play Free Fire? Game Free Fire? Free Fire. Yes, I know this game, but I don't play Free Fire. Sorry. Oh, oh.
I play some PC games. You know, no. Mèo Simi. Simi. Mèo Simi. Oh, sure, I don't sure. know him. I don't know she. She is a rapper. Yes, Mèo Simi rapper. Mèo Simi rapper. Rapper. Oh. Chị là Simi. Holy shit. Sure, sure, sure. You, you. Mình bạn là người Việt Nam á, sao? Tới đây giờ bạn đến đùa mình à? Bây giờ mình cứ nghi nghi cái gương mặt này là gương mặt Việt Nam. Nãy giờ bạn cứ đùa mình, buồn cười. À, hết là bạn có thể hát cho mình nghe một đoạn của Mèo Simi được không? Ờ, hết bạn lại có thể hát cho mình nghe một đoạn của Mèo Simi được. Mình cái đấy mình chỉ chịu nhưng mà các mình hát được bài Ma Kiếm Vi. Ok, mời bạn hát bài Ma Kiếm Vi cho mình nghe. Ok, ok. Dưới đàm tiểu qua loa lên tinh, không thể nào mà cản với được Ma Gaming cùng ý chí sinh tồn đến xây bù gia đi lên đồng đô hai sông pha, tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn xây sống sót chứ. cái gì vậy quên rồi. Thôi hay, bạn xứng đáng nên mình đi rap Việt. Rap Việt bạn nha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you. Mình nước ngoài mình chia rap Việt. Ôi, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nha. Ôi dồi, đáng yêu vãi chưởng anh em ạ. Hề. Ôi. Ôi. Đẹp trai thế. Mê trai. Hello chị. Chị là streamer à? Không, chị là một người bình thường thôi, chị vào đây chơi thôi. Tại vì chị đầu tư cái ghế với cái mic để học online ấy. Mày đừng có mồm điêu đi. Chị năm nay chị học 4 năm nhất rồi em. Em năm 3. Quê. Mình đùa với bạn đi, mình không còn đi học nữa. Bạn áo trắng đẹp trai quá, không biết bạn có biết Mèo Simi không nhỉ? Dạ, biết thì biết chứ không có idol chị. Ok, nhưng mà bạn có thể hát một câu của Mèo Simi cho mình nghe được không? Xin lỗi rất chung, chị là Xuân My. Dễ thương bác là phong cách của chị. Đợi tí để em mặc lời. Ok ok, thế em có biết hát bài của Ma Gaming không nhờ? cái gì ta? Những lời đàm tiểu qua lo linh tinh. Để em mặc cho em không có ngay. Ok, ơi bạn nam, bạn áo đen thì chắc là hát hay lắm nha. Em cũng bình thường thôi ạ. Ê thế thôi em, bạn áo đen hát đi, bạn áo trắng sẽ đứng cái bên nhảy múa phụ họa. Ủa, thế là bọn em lên TV hả? Không có, chị nói chuyện vui thôi, tại vì chị đang đi phỏng vấn thử xem đấy, có ai biết Mèo Simi với Ma Gaming không? Cho vui thôi. Thế thì bài của Ma Gaming gì nha? Ok, vô, ha. Để em mở lại lyric đã. Vô này, mở nhạc luôn được không? Mở nhạc luôn được không? Được. Vô, chị đang đợi đây, 5 minutes later. Mấy bạn ở đâu vậy? Bọn em ở Đà Nẵng hả? Ôi, Đà Nẵng, ôi, chị là thích Đà Nẵng nha. Chị là ở đâu ạ? Chị ở chỗ nào mà có dừa em? Bến Tre chị. Thôi xuất sắc mẹ luôn. Đúng ấy, hay. Chị ở Bến Tre luôn á. Có cần phải bật cái beat không chị nhỉ? Có không cần đâu chị nha. Không cần đâu, em cứ hát vậy được rồi đấy, cứ hát cho vui được rồi. Những là đàm tiểu qua lo linh tinh, không thể nào mà cản biết được Ma Gaming cũng chỉ sinh tồn đến xây bu gia đi bên đồng đội 2-3 sông pha, tài năng vẫn còn đấy, còn băng là còn xây đóng góp cho tương lai esports Việt Nam anh tí thì còn băng là còn xây. Ui, hay được em ơi, chị cảm ơn em nha. Khoai, chúc em một buổi tối vui vẻ nha. Trời đẹp trai quá, các bạn đâu đẹp trai quá. Chết đời này mê trai là khổ nhất. Em chào chị Room. Hello chị Room. Giật mình. Đi làm cái gì đấy? Trời ơi. Nè, ui, bao nhiêu tuổi rồi? Em nói chuyện đi, đừng chat. Bao nhiêu tuổi rồi? Không lo rồi. Thì đây là thế, tạm biệt nha, bye bye nha ông trời. Trời ơi. Ui, hello. Hi. Ui, you look handsome. Where is my? Wait, đẹp trai quá. Hey, where are you from? I'm from Korea. Korea? Ôi, Korea là Blackpink. Yeah. BTS. Where are you from? I'm from Vietnam. Okay. Oh, Squid Game. Korea. Yeah. Oh. Oi. Are you a YouTuber or? Oh, just... yes, YouTuber, Vietnam. Okay.
Ôi, đẹp trai quá anh em ơi. Ôi dồi ôi. You know mèo Simi? What? Mèo Simi. No, what is it? Mèo Simi. I don't know what it is. Okay, okay. Wait. Wait. Thank you. Thank you. Thanks, you. Thank you. Ôi dồi ôi, đẹp trai. Anh em ơi, chai hàng đó anh em ơi, mình đi qua Nhật của mình gặp chai hàng anh em ạ. À. Ok thì thôi, chắc mình cũng xin kết thúc cái livestream ngày hôm nay anh em ạ. À. Ui, hôm nay tôi gặp quá là nhiều người nước ngoài và tôi đã đem chị Simi đi mà khả thế giới rồi. Thì thôi, tạm biệt anh em. Bye bye anh em.